Hoa Lan Hà Nội xin chào mọi người nha. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 10 thì em xin lên chương trình giới thiệu mọi người một cái chương trình là Hồ Điệp phục vụ hoa Tết nhá, với giá là 19.000. Miễn phí vận chuyển toàn quốc khi mà chúng ta mua từ 10 cây. Đó. Thì số điện thoại đặt hàng của bên em là 0974 702 106. Cái cây này là cái cây tơ nhá. Cây tơ nhỏ nhỏ xinh xinh mình trồng từ giờ đến Tết là có thể cho hoa rồi. Đó, có 5 màu cho mọi người lựa chọn. Thì bây giờ hôm nay thì mới có một cái chương trình mà bao ship như thế này, giá rất là rẻ và ưu đãi. Thì bây giờ em xin quay cho mọi người 5 cái màu hoa để cho chúng ta lựa chọn này. 5 cái màu hoa nhá. Xong rồi em sẽ quay cụ thể từng cây cho mọi người. Đó. 5 màu hoa cho mọi người lựa chọn này. Đây là 5 cái cây màu hoa mẫu em trồng ở vườn. Thứ nhất là màu chấm Pháp nhá. Màu chấm Pháp. 5 màu này thì người ta sử dụng rất là ưa chuộng vào ngày Tết. Đấy, được sử dụng rất là phổ thông và ưa chuộng vào ngày Tết. Đầu tiên là chấm Pháp, thứ hai này là màu trắng nhị đỏ. Trắng nhị đỏ chứ trắng tinh thì Tết người ta ít sử dụng, trắng nhị đỏ thì nó điểm thêm thì rất là đẹp. Đỏ trân châu này. Đỏ trân châu. Nhá, đỏ trân châu thì sử dụng nhiều nhất vào Tết rồi. Vàng. Vàng là màu thứ tư nhá. Vàng đem lại giàu sang, phú quý, tài lộc. Vàng. Và cuối cùng là hồng nhá. Đấy, cuối cùng là hồng đại. Đây là màu cơ bản của hồ điệp, bông rất là to. Hồ điệp này là hồ điệp hoa đại nhé, bông rất là to. Và bây giờ em xin quay cụ thể từng cây một này. Quay cụ thể từng cây một nhé. Đó, cái cây này thì nó là cái cây tơ đẹp, rễ đang phát triển rất là khỏe. Đấy, mọi người về bóc cái bầu này ra là có thể trồng được rồi. Em trồng trong cái bầu nhỏ nhá. Bầu nhỏ để chúng ta dễ vận chuyển và về mình trồng lại một cách đơn giản. Đây, so nó với cả một cái cây mà đang có hoa này. Đấy. Thì cây này của em trồng từ giờ đến Tết là nó cũng có thể to như cái cây đang hoa này. Và nó sẽ cho hoa bói nhé. Hoa bói sẽ có tầm khoảng 5-6 bông hoa một ngồng. Thì đây nó là hồ điệp hoa đại. Thế nên là bông của nó sẽ khá là to. Bông to, đường kính bông khoảng 12-14cm. Mà đặc biệt hôm nay rất là rẻ. Em bán cho mọi người với giá là 19.000 một cây thôi. 19.000 một cây nhé. 19.000 một cây. Và sẽ bao ship miễn phí vận chuyển cho mọi người. Khi mà mọi người mua từ 10 cây nhá, chúng ta có thể lấy 10 cây một màu hoặc là 10 cây 5 màu cũng được. Đấy, các màu em vừa quay cho mọi người xem đấy, có hồng, vàng này, đỏ và trắng nhị đỏ và chấm Pháp nhá. Có 5 màu. Bác nào mà chưa nhìn rõ 5 màu thì chúng ta có thể tua lại video nhá, tua lại cái chương trình này xem lại từ đầu. Đấy, mọi người mua thì gọi điện cho em theo số điện thoại em để trên bài viết hoặc là nhắn tin cho em cũng đều được nhá. Ngoài ra thì em sẽ hỗ trợ bán cho các bác này. Em sẽ hỗ trợ bán cho các bác hai cái lọ phân thuốc của Mỹ. Bán cho mọi người cái lọ phân thuốc của Mỹ nhá, để chúng ta về chăm hồ điệp. Thì muốn nó ra hoa vào ngày Tết ấy, thì chúng ta tưới cái phân thuốc này. Đấy, nó sẽ hỗ trợ cây, sinh trưởng cho cây, để cây nó đạt cái thể trạng khỏe nhất và ngày Tết nó sẽ cho hoa nhá. Hai cái lọ phân thuốc này của Mỹ thì mình dùng được cho nhiều giống lan khác nhau. Thì mọi người về vừa dùng cho hồ điệp, vừa dùng cho những cái giống lan khác. Cái lọ này thì mình pha 10 giọt với cả 1 lít nước một tuần tới một lần thôi. Thế nên là nó sử dụng được lâu bền lắm, lâu dài lắm, thoải mái cho dùng cho một vườn lan nhỏ rồi. Đấy, lọ phân thuốc của Mỹ nhá, em bán 10.000 một lọ. 10.000 một lọ nhá. Mọi người có thể mua thêm một lọ, hai lọ đều được. Đó là cái chương trình ngày hôm nay em giới thiệu với mọi người cây 19.000. Đó, cây 19.000 nhá, khá là tơ đẹp này và không hề bị lỗi nhá. Không hề bị lỗi. Chúng ta đặt 10 cây, 20 cây cũng đều được. Có thể lấy 5 màu hoặc là một màu, hai màu cũng đều ok. Thì bây giờ trong lúc mà mọi người nhìn số điện thoại đặt hàng thì em sẽ quay lại màu cho một lần nữa để chúng ta lựa chọn nhé. Đây, đầu tiên là màu hồng này. Đầu tiên là màu hồng đại nhá. Hồng đại này đặc biệt của nó rất là sai hoa. Rất là sai hoa và bông cực kỳ to. Đây, mọi người soi bàn tay em đây, một cái bông này. Một cái bông của nó soi bàn tay em này, rất là to, nắng lên nó hơi chói. Một cái bông rất là to. Tiếp thứ hai là màu vàng này. Hai là màu vàng nhá. Vàng này thì nó bông nhỏ hơn nhưng mà nhìn nó rất là sáng nhà. Ba là một cái màu phổ thông, là màu đỏ, đỏ trân châu. Đó. Thứ tư này. Thứ tư là màu trắng nhé. Chúng ta có thể lấy 5 màu trắng, 5 màu vàng hoặc là mỗi màu 2 cây hoặc là 10 cây một màu tùy mọi người. Đây là trắng nhị đỏ. Trắng nhị đỏ này. Đó. Cuối cùng là cái màu chấm Pháp. Đấy, màu chấm Pháp nhìn rất là hay và đẹp. Có 5 màu nhá. Rồi,
Thì mọi người mua thì cứ gọi điện cho em là 0974 702 106. Em xin chào mọi người nhé.